Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải thưởng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội dự lễ trao giải. Cùng tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại biểu lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành viên hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước và các đồng tác giả của các công trình. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt và là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thống nhất, toàn diện và có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo cho Đảng, Nhà nước, xây dựng các chiến lược về quân sự, quốc phòng. Qua nghiên cứu, triển khai các chương trình, đề án lớn về khoa học quân sự đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, làm cho chủ thiết kế, chế tạo nhiều tổ hợp vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao trình độ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ nền và công nghệ phụ trợ. Đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, đa lĩnh vực, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tập thể nghiên cứu xuất sắc, chuyên gia đầu ngành, tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và bắt kịp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ quân sự trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai công trình trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của 49 đồng tác giả được trao giải thưởng Hồ Chí Minh lần này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học quân sự. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến công thầm lặng của các nhà khoa học quân sự Việt Nam đã tận tâm, tận lực nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhà máy và cả ở những nơi đầu sóng ngọn gió để có được các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các công trình này đã có sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ và chất lượng sản phẩm, góp phần tiết kiệm ngân sách, nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng, khả năng tác chiến của quân đội ta. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ban bộ ngành trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong quân đội nói riêng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển tài năng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ các chủ trương, định hướng phát triển khoa học công nghệ quân sự trong giai đoạn mới, từng bước tự chủ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất để phát triển các sản phẩm khoa học quân sự quốc phòng nói chung, các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại nói riêng. Qua 5 lần tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, đã có 17 công trình cụm công trình của các tác giả thuộc Bộ Quốc phòng được nhận giải thưởng cao quý này. Vào chiều ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22. Hội nghị có sự tham gia của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội qua 22 năm tổ chức, từ năm 2000 đến năm 2021, đã có hơn 6.000 công trình khoa học, sáng kiến của trên 10.000 lượt tác giả tham gia. Trên 90% các công trình được trao giải đã triển khai ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, làm lợi cho cơ quan đơn vị và quân đội mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, song với khát vọng cống hiến, thanh niên quân đội đã vượt lên mọi khó khăn,
tiếp tục nghiên cứu sáng tạo hàng nghìn công trình sáng kiến từ cấp cơ sở, trong đó có 686 công trình sáng kiến xuất sắc nhất của 39 đơn vị được lựa chọn tham gia ở cấp toàn quân, tăng 109 công trình so với năm 2020. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển khoa học kỹ thuật. Người khẳng định nhiệm vụ của khoa học kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học kỹ thuật. Với thanh niên, Bác luôn căn dặn phải phát huy vai trò, khả năng sáng tạo và sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và chỉ rõ. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên phải ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Người, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiên cứu khoa học công nghệ. Trong những năm qua, công tác khoa học quân sự trong quân đội, trong đó có hoạt động giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân, hoạt động giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa nhiệt huyết và khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học. Tôi vui mừng nhận thấy các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, về chất lượng, các công trình đều bám sát thực tiễn. Nhiều công trình có tính đột phá, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở và được ứng dụng thiết thực trong thực tiễn. Đặc biệt, sáng nay Chủ tịch nước đã chủ trì và trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình nghiên cứu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Đây là những sản phẩm tiêu biểu, những thành quả lao động sáng tạo của tuổi trẻ quân đội trong nghiên cứu ứng dụng phát triển khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm chúc mừng Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chúc mừng Trung tướng Đặng Quân Thụy được vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng, đồng thời nêu rõ trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, trong các cơ quan nhà nước, dù ở bất cứ cương vị nào, Trung tướng Đặng Quân Thụy cũng đều phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bộ trưởng chúc Trung tướng Đặng Quân Thụy sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, phẩm chất đạo đức cách mạng với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng quân đội. Học viện Lục quân đang tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ đối với học viên đào tạo chỉ huy tham mưu chung sư đoàn bộ binh khóa D56 và các chuyên ngành binh chủng năm thứ hai năm học 2021-2022. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng, theo dõi và chỉ đạo diễn tập. Nội dung trọng tâm của đợt diễn tập này là để học viện đánh giá năng lực của học viên. Còn với học viên thì đây là cơ hội để nghiên cứu đánh giá về đối tượng tác chiến gắn với đặc điểm của các hình thức chiến thuật cấp trung sư đoàn bộ binh, nâng cao trình độ sử dụng các binh chủng chuyên ngành. Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương Học viện Lục quân đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và diễn tập, giảng viên vận dụng phương pháp đạo diễn phù hợp linh hoạt, học viên nắm chắc chức trách nhiệm vụ, thứ tự công việc, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của học viên, cũng như nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thời gian tới. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, thêm bạn, bớt thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước và không gây thù oán với ai. Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguyên tắc và sách lược của ngoại giao Việt Nam ngày nay. Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập
với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh.